Điều gì xảy ra khi mà chúng ta ăn bưởi mỗi ngày? Bưởi là một cái loại quả vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên thì hầu như chúng ta đều chưa biết hết được những cái lợi ích tuyệt vời của nó. Và mỗi ngày chúng ta chỉ cần ăn 2 múi bưởi tươi thôi và cơ thể của chúng ta sẽ nhận được vô cùng những cái điều lợi ích sau đây. Cái đầu tiên là bưởi là một trong những loại quả có hàm lượng vitamin C rất cao, gần như là cao nhất luôn các bạn ạ. Và chúng ta chỉ cần ăn 2 múi bưởi là đã cung cấp đủ cái lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể của chúng ta trong một ngày. Và khi mà chúng ta bổ sung đầy đủ các loại vitamin C như vậy thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch của cơ thể và từ đó tránh được cái vấn đề cảm lạnh, sốt hoặc vấn đề nhiễm trùng và các cái triệu chứng bệnh lý khác. Và cái tiếp theo, khi mà ăn bưởi nó còn giúp hạ đường huyết. Các cái chất có ở trong bưởi nó có tác dụng kiểm soát lượng đường ở trong máu và tăng cái khả năng nhạy cảm với insulin. Và bên cạnh đó thì bưởi nó còn chứa các cái thành phần tựa như insulin, nó giúp làm giảm cái hàm lượng gluco và nó có tác dụng hạ đường huyết một cách rất hiệu quả các bạn ạ. Và do đó cái việc chúng ta ăn bưởi thường xuyên nó sẽ giúp cho bạn giảm nguy cơ mắc bệnh lý tiểu đường. Thứ ba là khi mà ăn bưởi thường xuyên nó còn giúp nhuận tràng và duy trì sức khỏe của hệ tiêu hóa. Cái lý do là bởi vì trong bưởi nó có chứa rất nhiều các cái chất xơ tự nhiên và nó giúp tăng cường cái sự trôi chảy của các cái chất thải ở bên trong ruột, và quan trọng hơn đó là nó ngăn chặn cái tình trạng táo bón và nó giúp chúng ta thoải mái và dễ chịu hơn. Bưởi nó cũng chứa rất nhiều các enzyme tiêu hóa, acid citric, giúp kích thích cái hệ tiêu hóa và cải thiện cái quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể của chúng ta. Quá trình trao đổi chất nó sẽ diễn ra một cách thuận lợi hơn. Và cái thứ tư mà tôi muốn chia sẻ là một cái biện pháp tự nhiên hữu ích để nó giúp cho cơ thể chúng ta đẩy lùi cảm lạnh, nghẹt mũi này hoặc là đau họng. Thì bưởi nó chứa rất nhiều các cái chất chống viêm và các cái chất chống oxy hóa, nó giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch của bạn và làm dịu các cái triệu chứng gì, các cái triệu chứng cảm lạnh hoặc là triệu chứng sốt. Và thêm vào đó thì khi mà cái nhiệt độ nóng của cái trà bưởi nhé, tức là trà bưởi cái nhiệt độ nóng của nó có thể kích thích cái quá trình ra mồ hôi, giúp cơ thể loại bỏ độc tố và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phục hồi sức khỏe của chúng ta. Và cái thứ năm mà tôi muốn chia sẻ là bưởi có tác dụng chống lão hóa rất tốt các bạn ạ. Bởi vì vitamin C nó giúp làm tổng hợp collagen và đây là một loại protein rất quan trọng giữ cho làn da của chúng ta mịn màng và săn chắc hơn. Nó giúp làm giảm cái sự hình thành tàn nhang, nám da, đồng thời làm sáng da và làm mờ các vết thâm trên da chúng ta. Một lợi tiếp theo mà trong bưởi nó còn có là một cái nhóm chất dinh dưỡng quan trọng có khả năng bảo vệ sức khỏe của hệ thống tim mạch và làm giảm nguy cơ đột quỵ. Nó có khả năng làm giảm áp lực của máu và cải thiện các cái chức năng của hệ thống mạch máu, giúp giảm nguy cơ đột quỵ của bạn ạ, tai biến, đột quỵ. Và ngoài ra thì cái hợp chất này nó còn làm giảm cái quá trình viêm nhiễm và oxy hóa, đặc biệt là cái hệ thống trong cái hệ thống mạch máu của chúng ta này, và nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc nó duy trì cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta. Và cái cuối cùng là bưởi nó giúp hỗ trợ giảm cân rất tốt các bạn ạ. Bởi vì bưởi nó có rất ít calo và có chứa rất nhiều các cái chất xơ, giúp cho bạn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát cái cảm giác đói của bạn. Và chất xơ trong bưởi nó hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa và làm giảm cái tình trạng táo bón. Điều này nó làm cho cái quá trình giảm cân trở nên dễ dàng hơn. Và mặc dù thì loại trái cây giàu chất dinh dưỡng như vậy là một cái nguồn cung cấp vitamin C dồi dào như vậy, nhưng mà khi ăn bưởi và uống một số các loại thuốc cùng thời điểm thì có thể gây tương tác với nhau và nó làm giảm hoặc là mất tác dụng của thuốc. Do đó thì nếu như bạn đang sử dụng bất cứ một cái loại thuốc nào đi chăng nữa thì bạn cũng nên tham khảo nhé. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị về cái việc là chúng ta có nên ăn bưởi cùng với uống thuốc hay không. Và bên cạnh đó thì bạn cần phải chú ý là khi mà ăn bưởi thì đó, không ăn bưởi là gì? Chúng ta không ăn bưởi khi đói, và khi mà chúng ta uống rượu bia, đồng thời thì các cái triệu chứng mà viêm loét dạ dày hoặc là các cái bệnh lý về thận, chúng ta cũng cần phải hạn chế cái việc chúng ta ăn bưởi quá nhiều. Cảm ơn tất cả bạn đã luôn lắng nghe, và nếu như bạn thấy cái video này là hay, là ý nghĩa thì hãy nhấn vào nút like này, đồng thời này thì chia sẻ lại ý kiến của bạn nhé. Và nếu như bạn đang gặp phải các vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe thuộc chuyên khoa của bác sĩ Mạnh, như các vấn đề sinh lý, các bệnh lý nam khoa, các vấn đề sinh lý nam, sinh lý nữ, hay các cái vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng sinh hoạt tình dục của bạn, thì đừng ngần ngại hãy nhắn tin trực tiếp cho tôi để bác sĩ Mạnh cùng với đội ngũ cộng sự, y bác sĩ của phòng khám sẽ đồng hành hướng dẫn
và tư vấn thật kỹ cho các bạn các cái giải pháp điều trị mang tính chất khoa học, bền vững và an toàn nhất. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!